an thủ túc, tròn đủ ấm Trà Việt. Được khai thác từ vùng núi Tràng An, địa linh nhân kiệt, đất tạo nên an thổ túc chính là sự kết tinh của các khoáng chất kim loại quý, cao lanh, đất sét và phù sa. Sau khi khai thác, loại đất này được phơi ủ trên 5 năm giúp loại bỏ hoàn toàn tạp chất và khí dơ để tạo nên nguồn đất sạch và chín. Chưa dừng lại ở đó, đất tiếp tục được lọc kỹ và nghiền liên tục trong 72 tiếng, thời gian lâu gấp 3 lần công đoạn nghiền các loại đất làm ấm thông thường. Điều này tạo cho an thổ túc có độ bóng và mịn đẹp mà khó loại ấm nào có được. Để tạo nên một dòng trà cụ Việt kết tinh hoàn hảo như an thổ túc, điều đặc biệt nằm ở kỹ thuật chế tác tinh xảo của người nghệ nhân làng gốm Bát Tràng. Ấm trà được tạo hình trên bàn quay ly tâm giúp sản phẩm tròn đều, cân đối và mỏng. Sau đó được người nghệ nhân tải hoa và thợ giỏi lành nghề sửa tiện, trau chuốt, làm bóng tỉ mỉ để cho ra đời dòng ấm an thổ túc sắc nét đến từng chi tiết. Quả lọc được khoan lỗ hoàn toàn thủ công với 108 lỗ nhỏ giúp dòng trà được lưu thông, chảy tròn đều, to, đẹp mắt. Quai ấm được cắt sửa cẩn thận, loại bỏ những phần đầu đất dư thừa trong quá trình đổ khuôn, cắt gọt hai đầu để có thể gắn vào ấm mà không tạo ra đường nứt giữa các bộ phận. Phần chế tác vòi ấm rất quan trọng, phải là những người nghệ nhân có tay nghề cao trong ngành chế tác ấm mới có thể cắt gọt tỉ mỉ hai đầu vòi, giúp dòng nước tròn rót ra đều, đẹp mắt. Sau công đoạn chế tác, từng chi tiết nhỏ vô cùng kỳ công, tinh xảo, phần thân ấm được chắt thêm quai, vòi ấm và quả lọc theo công nghệ Nhật Bản, đảm bảo độ chính xác vô cùng cao. Bàn tay tài hoa của người nghệ nhân đặt từng chi tiết một cách cẩn thận, đẹp mắt, tạo nên chiếc ấm hài hòa cân đối, các bộ phận kết dính với nhau thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Phần nắp ấm được cắt sửa điêu luyện trên bàn xoay, cẩn thận, gắn thêm núm cầm, đảm bảo độ chính xác rất cao. Trước khi nung, ấm trà an thổ túc còn được vệ sinh sạch sẽ, mài rũa để đảm bảo các chi tiết quai ấm, nắp ấm và vòi ấm thẳng hàng với nhau. Phần trong của vòi được nghệ nhân dùng bút lông làm sạch, lấy đi những phần đất thừa và tạo độ mịn cho vòi ấm, giúp nước chảy tròn đều, đẹp mắt. Sau khi trải qua những công đoạn chế tác vô cùng tinh xảo, ấm được nung trong lò với chế độ khắt khe và nhiệt độ cao trên 1.200 độ C, giúp ấm kết khối tốt, tạo độ bóng, mịn và xốp để thẩm thấu trà. Sự giao thoa giữa bài đất quý từ vùng núi Tràng An và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ nhân làng gốm Bát Tràng được hiện hữu trong an thổ túc, chiếc ấm thuần Việt đáp ứng những tiêu chí khắt khe của người yêu trà Việt. Nhờ khả năng gấm giữ, bão hòa hương vị của trà pha, ấm trà an thổ túc giúp giữ cho hương vị trà được nguyên vẹn, lưu hương thơm lâu. Người pha trà có thể điều chỉnh nhiệt độ nước trà cao hoặc thấp phù hợp với từng loại trà, vì an thổ túc có khả năng dẫn nhiệt và giữ nhiệt rất tốt. Thêm vào đó, tính chất sành đặc biệt của ấm giúp giữ trà không bị thiêu, hỏng sau nhiều ngày sử dụng. Đủ nắng hoa sẽ nở, hương sắc đất trời hội tụ sau biết bao những trăn trở về một dòng trà cụ thuần Việt, góp phần gìn giữ và phát triển văn hóa trà Việt Nam. An thổ túc đã chính thức ra đời và được cung cấp tại không gian gốm Việt. Đây chắc chắn sẽ là bộ ấm trà gần gũi, thân quen, không thể thiếu trong mỗi bàn trà Việt hay bộ sưu tập của những người yêu trà.